Hello cả nhà, Tâm Cúc mến chào cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi nghe Tâm Cúc kể chuyện thật là vui vẻ, yêu đời và hạnh phúc. Hôm nay thì Tâm Cúc kể câu chuyện này cũng rất là thú vị. Thích kể những cái câu chuyện xưa xưa một tí. Thì ở cái làng kia có cái gia đình của ông này gọi là ông Hội Đồng á, ông Hội Đồng ngày xưa đó. Thì hai vợ chồng của ông Hội Đồng này rất là giàu, nổi tiếng giàu lắm. Rồi coi như ở đó là đất đai là cò bay thẳng cánh đó. Gọi là Hội Đồng thì phải nói là rất là nhiều, có người ăn kẻ ở trong nhà luôn đó. Thì nhưng mà ông Hội Đồng này cái là keo kiệt dữ lắm. Trời ơi, cái nó mà chùm chỉ luôn, nó mà keo khủng khiếp keo luôn. Nghĩ đó chắc nhờ keo kiệt nên ta mới giàu. Đó. Cái một hôm có cái anh kia anh lại. Cái anh chàng kia cũng nông dân nha, coi là lại đang mà xin việc làm, nhưng mà anh ta tướng tá bự còn ha, ta nói nghe cơ bắp cuồn cuộn, chuột bành bành không vậy đó ha. Trời, lại đứng nó cao lớn rồi ha, cái lại xin là thưa ông phú hộ, thì cái đó gọi là ông phú hộ đây, giàu dữ lắm nha. Thưa ông phú hộ, thì con á là bây giờ con muốn xin việc làm ở chỗ nhà ông, giờ con đang không có việc gì làm hết, con muốn lại nhà ông con xin việc làm, ông thuê con vô làm đi nghe ông. Con biết ông nhiều người làm lắm nhưng mà thêm con làm nữa thì chắc cũng không có bao nhiêu nha ông. Cái ông phú hộ này ông mới nói là bây giờ ta mướn thêm con nữa được rồi đó. Nhưng mà ta nói với con biết nha, là ta mướn á là ta trả lương rẻ lắm chứ không có mắc như mấy chỗ khác đâu, ta trả rẻ lắm. Nếu mà con á làm được thì làm, còn làm không được thôi chứ ta không có kêu. Thì anh chàng này anh mới nói, thấy gì anh mới nói là dạ. Con nói vậy bây giờ con không có cần là lương nữa ông ơi. Bây giờ con chỉ cần là con làm, ông cho con ăn cơm được rồi, cho con cơm chỗ nghỉ ngơi được rồi, con ngủ được rồi. Tại con là cũng không cha không mẹ, con đi làm mà dành dụm tiền cũng không làm gì, cho nên thôi ông cho con là chỗ ăn chỗ ngủ được rồi, còn con làm cho ông. Ông thấy con không? Trời ơi, sức trai gì này là con làm giỏi lắm nha. Đó, ông phú hộ nữa mới nói chà chà, nhìn tướng đá nó bự con, nó làm chắc giỏi, nó cài thế nào cũng như trâu vậy đó. Mà nó không ăn lương, nó chỉ có ăn cơm với chỗ ngủ thôi. Trời ơi, nhà dưới ta thiếu gì chỗ ngủ, ăn cơm thì thôi, trời ơi mấy ta điện đó nó ăn thiếu gì đó, cho thêm một chén với đũa chứ nhiêu đó. Ừ rồi thôi vậy ta, con mằng ta nhìn coi con mằng sao, bắt đầu ngày mai con đi ra ruộng con cuốc đất ha, để ta nhìn thử coi như thế nào đó. Cái anh này mới nói dạ. Vậy con nghỉ ngơi, sáng con thức dậy sớm con đi ra đồng con cuốc đất. Cái bắt đầu ông nông ông phú hộ này cũng cho ngủ. Cái sáng anh chàng thức dậy cái anh đi cuốc đất, anh giỏi dữ lắm kìa đó. Một ngày mà anh chỉ có ăn cơm thôi, không lấy tiền lương cho, mà ngày nào anh cũng cuốc cả công đất hết trơn, ngày nào như ngày nấy. Cái ông phú hộ này nè, ông đi ra ông thấy gì, ông nói trời ơi này nó giỏi dữ bay, trời ơi sao mà nó làm nó cuốc một ngày cái công đất dữ vậy, mấy người kia làm không có lợi luôn mà mình phải trả lương, còn này trời ơi không có trả lương cho nó làm. Qua ngày sau coi nữa, qua ngày sau coi nữa, coi liên tiếp mấy ngày anh chàng vẫn giỏi như vậy á. Mà mọi người biết phú hộ ngày xưa đất đai trời làm biết bây giờ mới hết được nhiều lắm. Thế vậy tới một ngày đó cái bà ông phú hộ mới nói với cái anh chàng này, anh nói là nè nè, lại ta nói người nghe, hổm gài á là ta thấy người làm việc giỏi lắm, ta theo dõi ta thấy rồi, ngươi làm việc giỏi dữ lắm, anh hùng sức trai tráng ngon lành ha, nhưng ta thấy giỏi quá cho nên ta muốn biết là ngươi tên gì, tại vì phải biết ngươi tên gì để mà ta kêu chứ, thấy giỏi quá mà ta không biết kêu bằng gì hết. Thì anh chàng mình nói là dạ bẩm ông phú hộ, con tên là Lắc à. Cái ông phú hộ nó mới nói ủa sao 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 tên Lắc kỳ vậy. Thì anh chàng mới nói dạ tại vì là trước giờ con đi làm thuê cho ai, con làm chỗ nào á thì con cũng xin người ta là con lắc trước, là con lắc ai mà cho con mà nắm đầu nắm cổ nắm vai rồi hết, con lắc 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 là ngày đó là con mặn á là năng suất gấp đôi. Ví dụ như bây giờ là con á đang là cuốc đất cho ông là mỗi ngày ăn công đúng không, thì bây giờ mà nếu mà ông cho con nắm đầu nắm vai nắm cổ đồ của ông á, con lắc 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 xong là con ngày đó là con làm được 2 công, con cuốc 2 công đất luôn á. Cái ông phú hộ nữa ông nghe em đi, nó chỉ có nắm nắm vai nắm đồ nó lắc lắc mình làm thêm công nữa, mình đâu phải trả lương đâu, ngon lành. Rồi được rồi con, sáng á sáng mày thức dậy mày ra mày lắc ông thử, rồi mày lắc ông rồi mày làm tao xem đó, rồi mày nói thiệt hay nói dốc, mày mà nói dốc mày chết với tao liền nha. Cái anh chàng nói dạ
Trời, ông tin con đi, trước giờ con làm chỗ nào cũng vậy chứ, cho nên con mới biệt danh là Lắc đó. Đó, cái sáng ông cứu hộ này ông thức dậy sớm. Ông thức sớm cái ông nói Lắc. Hôm nay là con nói là con Lắc một cái là con ra con làm gấp đôi đúng không? Bình thường mày làm một công đắc, bữa nay là mày cuốc là hai công đúng không? Rồi mày ra mày Lắc tao đi. Thì ông cứu hộ này ông nói, ê khoan khoan khoan. Trước khi Lắc á, tao mày đi ra sau chỗ chuồng gà nè. Phía sau một chút, khuất khuất một tay một chút. Để người qua cản lại rồi mấy cái đứa mà nó làm công cho tao là nó nhìn thấy mày mày nắm đầu nắm cổ tao mày lắc gì còn thể thống gì tao nữa, cho nên thôi đi khuất khuất một chút rồi mày lắc tao, mày lắc xong rồi mày đi làm mày tao coi thử này. Cái anh chàng này anh cũng nói dạ vậy ông với con đi ra sao chỗ chuồng gà hát cái bên đó con lắc không. Trời Phật ơi, anh chàng đi ra bắt đầu anh chàng nắm đầu nắm vai nắm cổ của ông phú hộ này, anh chàng lắc tao nói ngang bẻ ra rốp 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 cái xương tao nói nghe lắc hết biết lắc lắc đơ ông phú hộ cho như là xong. Cái bắt đầu anh chàng nói xong rồi đó không, rồi bây giờ con đi làm. Ông phú hộ mà cũng chịu chịu đau ê ẩm chút xíu để mà nó làm mình có năng suất hơn cũng khoái tiết kiệm mà hà tiện mà đó. Cái bắt đầu anh chàng lắc mày ảnh mới đi ra ruộng ảnh làm ảnh hôm nay ảnh cuốc cái tới ngày tới chiều đó cái ông phú hộ đi ra ông kiểm tra thì thấy trội quả thật hai công nha. Trời ơi, hôm nay nó làm có một công, bữa nay nó lắc mình mà bây giờ nó làm được hai công. Đó. Rồi sao? Cái bắt đầu về nói với bà vợ, ổng là bà ơi, bây giờ thằng lắc á, nó lắc tôi vậy đó. Tuy là ê ẩm chút nhưng mà hiệu quả hết biết, bây giờ nó làm được tới hai công luôn đó bà. Bây giờ ai cho nó lắc là làm liền à. Cái ổng thấy vậy bữa sau, cái ổng mới nói hồi vậy sáng ngày hôm sau á, là bà đi ra, bà để cho thằng lắc á, nó lắc vai, lắc cổ bà chút xíu đi, rồi nó đi làm hiệu quả dữ lắm bà. Thấy vậy cái đầu bà này bà cũng vợ ổng cũng là quen cái tánh hà tiện ổng cũng thích. Thấy vậy cái tới tới sáng hôm sau cái bà đi gà là lắc à, ngày qua nghe ông nói là mày lắc mày làm hiệu quả hôm nay mày 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 lắc tới bà nha rồi đặng cho mày làm cũng hiệu quả như vậy ha. Thì anh chàng lắc mà anh nói dạ ngày qua con lắc ông rồi bữa nay con lắc bà cũng được nữa, rồi bà đi ra chỗ ông ngày qua hay là bà muốn đứng đây, thì bà cũng nói là không mày tao đi ra làm sao mày ai đứng đây cho mày lắc lắc như vậy mấy đứa nó cười tao đó. Cái bắt đầu cũng đi gan sao chuồng gà đó, cái bắt đầu bà cũng đứng yên cho anh chàng này ảnh cũng gờ vô vai gờ vô cổ rồi bắt đầu ảnh lắc lắc lắc, người ta nói nghe xương sống xương cổ của bà cũng cũng nghe rớp 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 vậy đó nha, rồi cũng gắng chịu. Trời, hai chồng hòa tiện lắm, đau chút cũng sao miễn là không tốn tiền được à đó. Thì anh chàng lắc xong cái anh chàng mới nói dạ xong rồi bà, bây giờ là con đi ra ruộng để mà con cuốc đất nha. Thì anh chàng cũng đi ra ruộng cuốc đất, tới chiều hôm đó cái đồng phú hộ mới ra ông kiểm tra thì ông thấy trời ơi nó làm hai công thiệt ông nội mẹ ơi, coi như là nó lắc chút xíu mà năng lực nó lên gấp đôi khoái rồi, mình không có trả tiền cho bằng này được quá ta, mình nên nó làm bằng mấy đứa kia đó khoái. Cái bắt đầu ngày hôm sau cái bắt đầu hai chồng nói sáng cái nói trời ơi, bà ơi bây giờ nó lắc tôi hả, bây giờ cái mình tôi tới nay còn ê ẩm hết trơn. Người bả cũng vậy, nó trời nó lắc tôi bây giờ tôi ngồi dưới ghế mình tôi không chịu nổi hết trơn, người sao ta. Thôi hôm nay bây giờ mình kêu con út nhà mình đi. Con út nhà mình á, nó ra cho thằng thằng lắc này nó lắc mấy cái có sao đâu, sức trẻ chắc chịu được, để cho nó lắc một cái đi rồi hết cho nó đi làm cho hiệu quả hai công đắc. Đó. Cái bắt đầu á ổng mới nói là Út ơi Út, sáng con đi ra làm sao nè cho anh lắc, ảnh lắc một cái rồi đặng anh đi làm nghe con. Thì cô Út cũng đâu biết gì đâu, có tưởng lắc lắc thì có nói dạ. Rồi cái ông mới nói là lắc. Cô Út ra mày lắc được không? Thì anh lắc mà anh nói là hai con lắc cũng được chứ ông ơi. Miễn có cho con lắc là con làm việc hiệu quả liền à. Đó. Cái bắt đầu sáng hôm sau cái anh chàng lắc này anh mới nói là cô Út ra đây với tôi để tôi lắc mà tôi làm. Đó. Thì bắt đầu cô Út cũng đi gần sau. Tới chuyện đi gần sau cái bắt đầu anh lắc này nè, anh mới kêu cô Út là bây giờ cô Út nằm xuống cho tôi lắc nằm xuống đi cho tôi lắc. Cái bắt đầu cô Út cô đâu biết đâu, cái cô Út cũng nằm xuống chỗ đó. Vừa nằm xuống cái anh chàng là cởi đồ cô Út ra, cái cô Út có không chịu, có nó ủa sao anh lắc gì kỳ vậy. Cái anh ảnh nói là thì cởi đồ ra tôi mới lắc được đó. Cái cô Út này cô mới dối vô trong nhà, cô mới nói nè má ơi má ơi, sao mà anh lắc gì kỳ vậy má, sao kỳ vậy má. Cái bà ở trong nhà bà cũng làm biếng đi ra, bà cũng nhớ ra ngoài bà nói nè có gì đâu kỳ con, thì con cho nó lắc một cái đặng nó đi làm con ơi, cho nó lắc một cái đi đó. Cái cô Út cô nghe má mình nói vậy thì sao ta, thôi cũng chịu cho ông này cũng lắc đó. Cái bắt đầu anh chàng này anh mới cởi đồ cô Út ra hết,
cởi ra hết trơn luôn. Cái bắt đầu là ông lắc cổ, thì ông ấy cổ đó, ông lắc là ông ấy cổ, nghĩa là ông lắc là ấy cổ đó. Làm xong hết trơn cái bắt đầu á, ổng cũng đi làm, cái anh chàng lắc này cũng đi làm, cô Út thì vô nhà, anh chàng lắc cũng đi làm. Làm ngày đó ông phú hộ chiều ông ra, ông thấy đúng là hai công nữa, trời ơi trời, nó cuốc hai công nữa, về khoái quá. Cái bữa sau ăn cơm, cái lên ông phú hộ, bà phú hộ với cô Út là nhà ba người ngồi ăn cơm, mới nói là bây giờ ba lớn tuổi nó lắc mà tới nay còn ghim, rồi bả cũng vậy, nó lắc tới nay ghim, thì thôi bây giờ con Út chắc là nó mới lắc rồi đó, mới lắc hôm qua đó, chắc hôm nay nó mệt rồi, nó còn ghim mình lắm, thôi hôm nay thì xây vòng lại tới tôi ra cho thằng lắc, nó lắc tôi đặng nó đi làm. Thì cái cô Út lúc này có mấy giọt miệng, có nói là có gì đâu ba, ảnh lắc sướng gần chết chứ có gì đâu mà đau, trời ơi trời, con thấy anh lắc sướng chết luôn, có gì đâu mà ba nó ghim mình. Cái ông nói là mày nói sao sướng, nó lắc tao ghim mình muốn chết luôn mà mày sướng gì, nó lắc mày sao mày sướng. Nó trời ơi trời, anh lắc sướng chết à, lúc mà anh lắc hả là à, con không biết ảnh lấy cái gì của ảnh mà nó khoai lang này cũng không giống củ khoai lang, mà khoai từ cũng không giống củ khoai từ đó, ảnh đút cho con cái ớt cái, trời ơi trời trời ơi trời, con nhìn con thấy ta nói ngang mây nó bay lơ lửng ở cây thì nó liệt 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 con thấy nó sướng gần chết ba ơi, chứ có gì đâu mà ghê mình. Cái nói trời là trời, vậy nó ấy mày chứ nó lắc mày gì. Quay qua thằng lắc ơi, thằng lắc mày ra đây tao biểu ơi, trời ơi trời, mày dám ấy con cái tao hả.